Quậy, nhéo, nhéo nào nhéo. Quậy, nhéo nữa, nhéo. Ta nhéo nè, sao con phản ứng gì? Đã quá, làm thêm đi. Chào mừng 525 nhà mọt. Ông cha ta đã có câu: một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Và lặng lăng băm mà tớ biết đã bán được nhiều thang thuốc nhất, đó chính là Châu Tinh Trì. Ông là một diễn viên hài và cũng là một vị đạo diễn tài ba. Những bộ phim của ông đã mở ra một hướng đi mới cho thể loại phim hài kịch. Xem qua thì cứ tưởng là hài nhảm, hài lố, nhưng càng xem nhiều người ta mới thấy được cái giá trị nhân văn sâu sắc ẩn chứa trong từng tình tiết của phim. Trong bi có hài, trong hài có bi, phim hài của Châu Tinh Trì xứng đáng là những bộ phim mà bạn nên xem đi xem lại nhiều lần để bổ não, bổ tâm hồn. Và hơn thế nữa là bạn sẽ được cười ngoác mồm, cười như nách nẻ, cười như bố đẻ em bé. Chào mừng các bạn và các vị đã quay trở lại với Mọt Phim Plus. Trong video này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 10 bộ phim hài Châu Tinh Trì hay nhất mọi thời đại phần 2. Link từng phim tới để trong mô tả. Nếu bạn thích bộ phim nào, chỉ cần click vào là có thể xem ngay nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Ây da, lầu xinh. Ây da, bao giờ con lấy một cái à? Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tới nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 5. The Mad Monk, Tế Công, năm 1993. Đại Tôn! Sao như phòng không có cửa vậy? Đi ghét hả? Xin lỗi gia lộn. Ra đóng cửa lại nha. Ăn chú đi. Xin lỗi nha. Là một trong những bộ phim rất thành công của vua hài Châu Tinh Trì được ra mắt vào năm 1993 và cũng là một tác phẩm hiếm hoi đi theo hướng thần thoại mà nam diễn viên này tham gia khi lấy bối cảnh trên thiên đình với tựa đề là Tế Công. Chuyện phim bắt đầu từ việc La Hán phục hổ vì muốn chứng minh với các chư tiên rằng dưới nhân gian con người ta sống với nhau rất có tình, có nghĩa, tình yêu, tình đồng đội, tình đồng chí và cả tình gì thì anh em biết rồi đấy. Vì thế nên anh đã quyết con nhà bà Định đánh liều một phen xuống trần làm người phàm. Nhiệm vụ của Tế Công dưới dương gian là phải cảm hóa ba người. Một người đã chín kiếp làm ăn mày, một người thì chín kiếp làm ác nhân và một người thì chín kiếp làm kỹ nữ. Mục đích của anh là để cho họ thay đổi bản chất mà số phận sắp đặt cho họ mà không hề cần phải dùng đến pháp lực để cảm hóa. Và tất nhiên, lý thuyết nó lại khác hẳn với thực tế, trên trời đâu giống nhân gian. Bạn sẽ phải bò lăn ra cười khi theo dõi cả quá trình cảm hóa những người này. Những tình huống éo le luôn xảy ra một cách bi hài trong phim, như chuyện Tế Công bị cô gái kỹ nữ gạ tình đến hộc cả máu mồm. Cô có thể là kiếm nghề nào khác làm được hay không? Giống như bán đậu hũ nè. Bán đậu hũ ở ngoài hay trên giường? Phải cờ. Bán đậu hũ ở ngoài hay trên giường? Tôi đã sai rồi, tôi xin lỗi. Rồi xem cái cách mà cô ta bán đậu hũ này. Nè nè, mau lên đi, múc cho tôi đi. Lên lên đi, lên lên. Múc cho tôi đi mà, mau đi. Lên lên. Vô đi. Vô đi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi nhờ. Bây giờ tôi bán đắt cho công ty vậy đó. Còn cả người ăn mày nữa, đi phá đò kiểu gì không biết, cứ tưởng được xem La Hán đẩy xe bò hay tiên ông trồng củ cải, ai dè thấy ông anh đi xe đậu. Ăn mấy miếng? 2 miếng thì đủ rồi. Anh phải nhớ nói với anh đó là ngày mai tôi bán được đầu nành nữa nha. A few moments later. Tôi tới đây cho đĩ mà. Bên cạnh đó, những cảnh hành động mang đậm chất Châu Tinh Trì với tên sát nhân cũng rất đáng để anh em mãn nhãn. Phục chưa? Phục con mẹ mày! Liệu rằng anh chàng tế điên này có làm được những điều anh đã cược hay anh đã sai lầm về những nhận định của mình và câu chuyện của anh với các nhân vật dưới trần gian sẽ đi đến đâu? Có hay chăng một chuyện tình tiên trần? Thì một F3 đã để link phim cho anh em trong mô tả rồi nhé. Hả? Sao bụng của tôi lớn như vậy? Wow, nhẹ nhõm hết cả mình. Quá vậy, cái bụng của bà. A few moments later. Đẻ rồi. 4. Lục Đỉnh Ký 2, Thần Long Giáo. Vì đại nhân hôm nay mặc áo giáp thiệt là oai phong, ta ngưỡng mộ đại nhân như là thao thao giang thủy vậy. Thao con mẹ ngươi à, nó muốn chết để còn đội cái nón trên đầu, nó mất dịch hình như trên đầu bị bắn trúng tên rồi. Tổ chàn. Lục Đỉnh Ký 2 là phần tiếp theo của bộ phim Lục Đỉnh Ký của hai đạo diễn Vương Tinh và Trình Tiểu Đông, được công chiếu lần đầu năm 1992. Nhân vật chính của phim là Vi Tiểu Bảo do Châu Tinh Trì đảm nhiệm. Sau khi trừ phản tặc Ngao Bái, địa vị của Tiểu Bảo trong cung cấm cũng như thiên địa hội ngày càng được củng cố.
Bên cạnh đó, giáo chủ thần Long giáo là Long Nhi cũng truyền công lực cả đời cho Tiểu Bảo, khiến anh trở thành võ lâm cao thủ đệ nhất. Nhưng mối hiểm họa mới lại rình rập khi sư huynh của tổng đà chủ Thiên Địa Hội là Phùng Tích Phạm đầu quân cho triều đình và vạch rõ thân phận hai mang của Tiểu Bảo cho Khang Hy biết. Đằng sau đó là sự thật hắn muốn chiếm lấy lòng tin của hoàng đế để chặt long mạch, xưng vương. Trong phim, bạn sẽ bắt gặp những câu nói theo kiểu best tổ lái của Châu Tinh Trì như: còn nói gì nữa, tất nhiên là cốt nhục của nhà họ Di không có đánh được rồi, đừng có đánh cái bụng của cổ, đánh ngực đi. Hay cách mà anh ta thả thính: tát vào mặt của muội, đau lòng quên. Kết hợp với những pha hài hước được đan xen một cách tài tình, chắc chắn sẽ khiến bạn cười đến sái quai hàm. Tôi xin tiền với đại nhân rất là thích mỹ nữ. Nếu rủ đại nhân bán mộng cho ta, ta không biết kiếm ai ngủ với đại nhân, cho nên phải kiếm 10 cô mỹ nữ về ngủ với ta. Đa đại nhân suy nghĩ thật chu đáo. Nếu anh lên với đại nhân biết được, nhất định sẽ cảm động. 3. Đội bóng thiếu lâm năm 2001. Đây rồi, béo ơi, béo ơi, béo ơi, béo ơi, dứt điểm béo ơi, béo ơi, béo ơi, lại còn làm động tác giả nữa. Ê, mày làm cái gì vậy? Đây là một siêu phẩm theo hướng đi mới của Châu Tinh Trì, đó là lấy đề tài thể thao và lại chính là môn thể thao vua bóng dâm, à nhầm, bóng đá. Sau khi công chiếu bộ phim này, từ Ronaldo đến Messi của xứ trời Tây hay Công Phượng và Quang Hải của Việt Nam cũng phải gọi bằng cụ rồi chắp hai tay lại từ dưới tờ vin lại lên. Trong phim, Tinh vốn là một võ sư bị thất lạc hết các huynh đệ do cái chết của sư phụ. Anh trở thành một người vô gia cư, thậm chí anh ta còn lấy đôi giày cũ nát của mình để đổi lấy bánh bao của một cô gái. Trong một lần tình cờ, Minh Phong từng là một cầu thủ nổi tiếng nhưng đã xa cơ lỡ vận do một lần bán độ. Anh đã tinh con nhà bà cờ, phát hiện ra khả năng tuyệt vời của Tinh. Trời ơi, ghế chưa? Ghế chưa? Ghế chưa? Ghế chưa? Hai người nảy ra ý tưởng kết hợp cung phu với bóng đá. Và thế là Tinh tìm và kêu gọi những huynh đệ đồng môn cũ của mình lập thành một đội bóng do Minh Phong làm huấn luyện viên để truyền bá võ công thiếu lâm. Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Trong một trận giao hữu, đội bóng thiếu lâm tan tác bởi những pha triệt hạ thốn đến tận rốn của cầu thủ đối phương. Bị hạ nhục, các võ sư ngày nào đã thể hiện là chính mình với những màn biểu diễn bóng với cung phu đẹp mắt để giành chiến thắng. Sau đó, đội bóng thiếu lâm đăng ký tham gia giải vô địch bóng đá Hồng Kông. Để giành chiến thắng, đội bóng thiếu lâm phải vượt qua rất nhiều đội bóng mạnh. Các bạn đoán họ có vô địch giải này không? Chả biết chúng cậu ở nhà đá bóng thế nào, chứ xem đội bóng thiếu lâm đá, tớ cứ ngỡ đang xem bóng bầu dục ở Mỹ. Mà chả biết ông bầu của đội bóng này là ai mà lại chiêu mộ cả Lý Tiểu Long về làm thủ môn. Nói thật với anh em, chứ lối chơi của đội bóng này chắc các huấn luyện viên hàng đầu bây giờ cũng không dám nghĩ đến. Trọng tài thì không đủ thẻ đỏ để mà rút. Và nếu để Tạ Biên Cương bình luận chắc anh cũng cạn lời. Cảm ơn đã ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn, cảm ơn. Họ chỉ là tập vụ thôi mà, tập vụ cũng là khán giả gì. Cảm ơn, đa tạ. Im đi, ồn quá. 2. Chuyên gia xảo quyệt năm 1991. Trừng phạt cái gì chứ? Tức là cả đời tôi không cua được gái. Ây da, anh không cua được gái thì tôi chân cua. Ây da, anh không cua được gái thì tôi chân cua. Bố mẹ ở nhà thì cầm lương ra nuôi đi học. Yêu với đưa cái gì? Hả? Yêu với đưa cái gì? Chỉ cần nghe cái tên thôi chắc hẳn anh em đã đoán ngay được phim này như thế nào rồi đúng không? Chuyên gia xảo quyệt là bộ phim xoay quanh Cổ Tinh, một chuyên gia bịp bợm đẹp trai, thông minh, được thuê để đội lốt người anh em cùng cha khác mẹ bị thất lạc từ nhỏ của Văn Kiệt. Chẳng bao lâu sau, dưới bàn tay của Cổ Tinh, việc làm ăn của công ty Văn Kiệt cũng như mối quan hệ giữa Văn Kiệt với Trình Lạc Nhi ngày càng tồi tệ. Tuy nhiên, bất chấp mọi tai ương, cha con Văn Kiệt vẫn một lòng yêu thương, săn sóc Cổ Tinh, và điều đó khiến chuyên gia bịp bợm cảm động, quyết định thay đổi. Liệu sự thay đổi của Cổ Tinh có quá muộn màng? Liệu anh có giúp Văn Kiệt vượt qua sóng gió trong sự nghiệp và hàn gắn tình yêu với Lạc Nhi?
bằng phong cách hài hước kết hợp với lối diễn xuất hình thể và các tình huống khác thường đã làm nên thương hiệu Châu Tinh Trì. Bộ phim đem lại những giây phút thoải mái cho người xem và đảm bảo bạn sẽ ôm bụng mà cười từ nhà xuống bếp. Em mất nhớ phút đắm đuôi lóc với môi anh chỉ tâm gọi nhẹ thơm cái thôn từ sâu. 1. Tuyệt đỉnh Kung Fu năm 2004. Có lẽ đây là bộ phim để đời của Châu Tinh Trì đã gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu người trên thế giới. Cái tên nói lên tất cả, Tuyệt đỉnh Kung Fu không chỉ đạt được đỉnh cao của võ học mà còn xứng đáng là một bộ phim hài mang đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là một thang thuốc bổ vô giá cho nhân loại. Phim kể về một cuộc chiến của những người dân nghèo lương thiện với bang Bố Rìu độc ác. Đây là một bang phái xã hội đen lớn nhất và tàn bạo nhất trong xã hội Tàu Khựa vào những năm thập niên 40. Chúng luôn gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng ở bất cứ nơi đâu khi chúng đặt chân đến, khiến cho cảnh sát cũng phải bó chim. Những người dân của xóm trọ nghèo vốn dĩ bình yên đến lạ cho đến khi có sự xuất hiện của hai tên một béo một gầy. Tên gầy chính là Châu Tinh Trì, thủ vai anh chàng có tên Tinh, xuất thân mồ côi từ nhỏ nên Tinh chuyên đi lừa gạt, trộm cắp, lang thang như mèo hoang chó dại. Tinh luôn khao khát được gia nhập bang Bố Rìu nên anh cùng tên béo đã thử một lần chơi lớn xem các bạn có trầm trồ. Tuy nhiên, đó lại thành chơi ngu khi hai người đã giả dạng bang Bố Rìu và thu tiền bảo kê của một anh thợ cắt tóc chuyên khoe bậy ngồi. Alo! 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 Ồ, đi phố cài rồi. Alo, phân sáng giảm thế này rồi. Wow, đi thấy cái phân sầu sáng thêm cả. Hai người không ngờ rằng cái khu ổ chuột này lại là nơi quy tụ của hàng trăm cao thủ võ lâm đang rửa tay gác kiếm. Bị ân hành không thương tiếc, Tinh bắn pháo hiệu gọi người của bang Bố Rìu đến cứu, thế nhưng kết quả cũng không khác gì. Bị đánh tơi bời, chúng đã thuê những cao thủ đầu mưng mủ ẩn giật trong giang hồ. Từ đây, cuộc chiến giữa những anh hùng hào kiệt dưới bóng nông dân và thế lực tàn ác nhất của xã hội bắt đầu. Oh no! Trong phim, ngoài những chàng cười không ngớt được mồm thì anh em còn được mãn nhãn trước những màn võ thuật đỉnh cao hay những môn võ công quái đản như sư tử hống của mụ béo vợ chồng chủ xóm trọ. Đàn kiếm giao tử của hai tên mù. Hàm Mô Công Ếch Vồ Hoa Mướp của Hòa Vân Tà Thần, Vân Vân và Mây Mây. Còn anh chàng Tinh, sau khi bị đấm cho lõm sọ nát người, tưởng rằng đã ói ye đi chầu Diêm Vương, thì anh ngờ nó lại giúp anh được đả thông kinh mạch, khiến anh có thể phát huy hết toàn bộ tiềm lực trong con người mình. Bước ra như một vị thần, anh trở thành một cao thủ võ lâm độc nhất vô nhị, mang trong mình tuyệt học võ công với chiêu thức quay tay đại pháp. Như Lai thần trưởng, anh đã cho lão ếch bồng một phen lên bờ xuống ruộng. Còn bạn, bạn thích bộ phim nào nhất? Hay bạn còn biết bộ phim nào hay hơn sẽ xuất hiện trong phần 3? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận cho chúng tớ và mọi người cùng biết nhé. Nhớ like và share video để ủng hộ Mod FA không lối thoát nào. I love you, chị chị. Bye bye. Chia sẻ clip này nên rộng rãi nha.